và sau đây là những phần tin liên quan đến Á Châu thưa quý vị công ty Microsoft nói rằng công cụ Open AI bị tin tặc của Trung Quốc và Nga cũng như là Iran lợi dụng hãng thông tấn Reuters đã dẫn báo cáo mới công bố cho rằng các tin tặc từ Nga Trung Quốc và Iran đã sử dụng những công cụ trí tuệ nhân tạo tức là AI Open tức là Open AI do Microsoft hỗ trợ phát triển để rèn kỹ năng và đánh lừa các mục tiêu Báo cáo của Microsoft cho thấy, hãng công nghệ này đã theo dõi các nhóm tin tạc thuộc về giới tình báo quân sự của Nga, cũng như lực lượng vệ binh cách mạng Iran, cũng như là chính phủ Trung Quốc và Bắc Hàn, khi chúng hoàn thiện các chiến dịch tấn công mạng sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn. Microsoft công bố phát hiện này khi đưa ra lệnh cấm toàn diện đối với các nhóm tin tạc được các nhà nước độc tài hậu thuẫn sử dụng các sản phẩm trí tuệ nhân tạo của mình các giới chức ngoại giao của Nga, Bắc Hàn và Iran đã không trả lời ngay lập tức các tin nhắn yêu cầu bình luận về các cáo buộc nói trên. Phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc ở tại Mỹ là Lưu Bằng Vũ cho biết họ phản đối những cáo buộc và bôi nhọ vô căn cứ chống lại Trung Quốc, đồng thời ủng hộ việc khai triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, an toàn, đáng tin cậy và có thể kiểm soát để nâng cao phúc lợi chung cho toàn nhân loại. Bắc Hàn dồn dập phóng phi đạn. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn thông báo phát hiện các phi đạn Bắc Hàn được phóng vào khoảng 9 giờ sáng ngày 14 tháng 2 về phía vùng biển phía đông bắc Wonsan. Đây là vụ phóng phi đạn hành trình thứ năm của Bắc Hàn trong năm nay. Ngày 24 tháng 1, Bắc Hàn lần đầu tiên phóng thử một phi đạn hành trình chiến lược mới có khả năng mang đầu đạn nguyên tử, có tên gọi Pulse 331. Ngày 28 tháng 1, Bắc Hàn đã phóng phi đạn hành trình từ tàu ngầm ở ngoài khơi bờ biển phía đông, sau đó tiếp tục tiến hành thêm hai đợt thử nghiệm liên quan đến phi đạn hành trình chiến lược Hosau 2 từ bờ biển phía Tây. Các chuyên gia tin rằng tốc độ thử phi đạn hành trình nhanh bất thường của bán hàng nhằm nâng cao hiệu suất của các phi đạn có khả năng mang đầu đạn nguyên tử. Điều này được cho là có thể gây ra mối đe dọa nguy hiểm đối với Nam Hàn. Hãng thông tấn Trung ương Bắc Hàn mới đây thông báo, Viện Hàng Lâm Khoa học Quốc phòng Bắc Hàn đã tiến hành bắn thử loại đạn rocket phóng loạt có điều khiển cỡ nòng 240mm nhằm đánh giá độ chính xác và chứng minh lợi thế của vũ khí mới này. Nam Hàn phạt tù cảnh sát có liên quan đến thảm họa của con phố Itaewon. Hai cựu cảnh sát của Nam Hàn bị kết án bởi vì phá hủy vật chứng, có liên quan đến vụ dẫm đạp khiến cho 159 người chết ở tại con phố Itaewon vào năm 2022. Tòa án của quận Tây Hán Thành vào ngày hôm qua đã tuyên phạt một năm rưỡi tù đối với Park Sung-min, là cựu tình báo cấp cao thuộc về cơ quan cảnh sát của Hán Thành, và một năm tù treo với Kim Jin-ho, là cựu nhân viên sở cảnh sát quận Yongsan. Hai người bị kết án vì đã tiêu hủy bốn báo cáo nội bộ về những rủi ro có liên quan đến đám đông lớn tụ tập ở khu vực Itaewon trước khi thảm kịch dẫm đạp xảy ra. Tòa án quận Tây Hán Thành cho rằng đây là hành vi giảm thiểu và che giấu trách nhiệm, gây ra khó khăn cho nỗ lực tìm ra sự thật và xứng đáng phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Hai người Park và Kim là các cựu cảnh sát đầu tiên bị kết án liên quan đến thảm họa dẫm đạp tại Itaewon. Kim Wong Ho, người đứng đầu cơ quan cảnh sát của Hán Thành, hồi tháng 1 cũng đã bị truy tố, với cáo buộc đó là phản ứng cầu thà trong sự việc. Giới chức này bị cho là đã không thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phản ứng chậm chạp, phớt lờ cảnh báo và không chuẩn bị đầy đủ để ứng phó với tình huống khẩn cấp. Nếu bị kết tội, ông Kim sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù và khoản tiền phạt là 15.000 Mỹ Kim. Ngoài ông Kim, một số giới chức địa phương cũng đã bị truy tố vì trách nhiệm liên đới trong vụ dẫm đạp ở Itaewon. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thành viên cấp cao nào của chính phủ Nam Hàn từ chức hoặc là bị truy tố, bất chấp làn sóng chỉ trích từ các gia đình của các nạn nhân. Nhiều người cho rằng phản ứng của nội các tổng thống so Yoon Suk-yeol sau sự việc này là chưa thỏa đáng, đồng thời chỉ trích ông vì chưa đưa ra lời xin lỗi chính thức. Israel cáo buộc rocket kết phóng từ Liban khiến nhiều người thương vong cơ quan cứu nạn Israel thông báo một người đã thiệt mạng và bảy người khác bị thương ở thành phố Safed sau khi một loạt quả rocket từ Liban bắn qua biên giới vào các địa phương ở miền Bắc Israel. Lực lượng phòng vệ Israel ra thông báo chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút, còi báo động đã vang lên hai lần tại các khu dân cư Netua và Manara, đồng thời một loạt rocket khác cũng nhằm vào một căn cứ quân sự của Israel tại miền Bắc. Trước đó, Tổng thư ký phong trào Hezbollah ở Liban, ông Hassan Nasrallah tuyên bố, nhóm vũ trang này sẽ chỉ chấm dứt pháo kích miền Bắc Israel, chừng nào nước này kết thúc chiến dịch quân sự ở giải Gaza. Trong vài ngày qua, phong trào Hồi giáo đã liên tục bắn phá và phóng phi đạn vào lãnh thổ Israel. Đáp lại, Israel cũng điều động máy bay chiến đấu oanh tạc nhiều vị trí của Hezbollah ở miền nam Liban để trả đũa. Khu vực biên giới Liban-Israel đã và đang chứng kiến căng thẳng ngày càng gia tăng kể từ bùng phát cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Tình trạng bạo lực tại khu vực biên giới giữa Israel và Liban đã buộc hàng chục ngàn người phải di tản ở cả hai phía, cũng như làm dấy lên lo ngại về khả năng xung đột leo thang. Tin đến từ Philippines cho biết là một nhà thờ, một ban công nhà thờ đã bị sập khiến cho một người tử vong và 53 người bị thương. Những người thương vong trong tai nạn là những tín đồ đến nhà thờ để dự lễ thứ tư lễ cho, một trong những sự kiện mở màn mùa chay ở các cộng đồng công giáo Á Châu. AFP đưa tin là một người đã triệt mạng và 53 người bị thương khi họ tham dự thánh lễ ở tại nhà thờ Thánh Tông Đồ Peter ở San Jose del Monte của Philippines. Theo các giới chức địa phương thì sự việc xảy ra là do bị sập ban công. Người thiệt mạng được xác nhận là một cụ bà 80 tuổi đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện vì vết thương lớn ở trên ngực. Bà Gina Eisen, người đứng đầu văn phòng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai của thành phố San Jose del Monte cho biết, các công trình bên trong nhà thờ 30 năm tuổi đã bị mối mọt làm suy yếu. Theo trang Manila Standard, vào thời điểm xảy ra tai nạn, có khoảng 400 tín đồ có mặt ở nhà thờ này để làm lễ. Do đó, trọng lượng đã tăng đột biến có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ đổ sập. Giới chức cho biết các nạn nhân khác hầu hết đều là người cao niên, họ bị bầm tím và các vết thương nhẹ khác. Các bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhân viên cứu nạn đang sơ cứu cho một người đàn ông ở hiện trường của vụ sập. Dân số giảm, hàng triệu giáo viên Trung Quốc có nguy cơ mất việc. Theo nhóm nghiên cứu do giáo sư Dinh Jinjong của Đại học Sư phạm Bắc Kinh dẫn đầu, đến năm 2035, quốc gia tỷ dân sẽ dư khoảng 1,5 triệu giáo viên tiểu học và 370.000 giáo viên trung học. Chưa kể những khó khăn kinh tế hiện tại có thể buộc chính quyền cắt giảm tuyển dụng giáo viên trong thời gian tới. Trong nhiều thập niên qua, các trường học ở Trung Quốc luôn đông đúc học sinh, với sĩ số lên tới 50 học sinh trong một lớp ở một số khu vực thành thị và khoảng 30 học sinh ở hầu hết các vùng nông thôn. Tuy nhiên, với số lượng người về hưu tăng nhanh và số trẻ sơ sinh giảm mạnh, Trung Quốc đang trải qua quá trình chuyển đổi nhân khẩu học gây tác động sâu rộng, bao gồm tăng trưởng kinh tế chậm hơn và căng thẳng trong hệ thống an sinh xã hội. Số trẻ sơ sinh ở Trung Quốc đã giảm mạnh kể từ năm 2017, với số ca sinh giảm hơn 500.000 vào năm ngoái, xuống còn hơn 9 triệu. Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, số trẻ em theo học mẫu giáo cũng chứng kiến sự sụt giảm đầu tiên sau gần hai thập niên vào năm 2021, trong khi học sinh tiểu học giảm lần đầu tiên sau một thập niên vào năm 2022. Hiện nay, các trường công ở Trung Quốc đã giảm quy mô lớp học để tránh sa thải giáo viên. Tuy nhiên, rủi ro sa thải sẽ lớn hơn ở các trường tư do áp lực tài chính. Ông Chu giao hui nhà nghiên cứu cấp cao tại học viện khoa học giáo dục trung quốc cho rằng mức độ ảnh hưởng sẽ phụ thuộc rất lớn vào hành động của chính quyền trong những năm tới chính quyền địa phương đang chịu áp lực tài chính ngày càng tăng khi cuộc khủng hoảng trong ngành bất động sản nguồn thu nhập quan trọng nhất của họ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt bên cạnh đó có các thách thức khác bao gồm nhu cầu trong và ngoài nước suy yếu đã cản trở sự phục hồi sau đại dịch một trận động đất mạnh 5 độ Richter xảy ra ở gần bờ biển của tỉnh Ishikawa của Nhật Bản. Cảnh báo động đất vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua của cơ quan khí tượng Nhật Bản xác nhận là trận động đất có độ sâu 10 cây số ở vùng biển của tỉnh Ishikawa. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng Nhật Bản không ban bố cảnh báo sóng thần. Trung tâm nghiên cứu khoa học địa chất GFZ của Đức cho biết, một trận động đất có độ lớn 5.1 độ đã xảy ra ở phía tây của đảo Honshu của Nhật Bản vào sáng ngày hôm qua. Ishikawa chính là địa phương đã hứng chịu động đất có cường độ hơn 7 chấm vào ngày đầu tiên của năm mới 2024, gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Đúng vào ngày 1 tháng 1 năm nay, một trận động đất mạnh 7.5 độ đã tấn công vào miền Trung của Nhật Bản, làm sập các tòa nhà, gây hỏa hoạn và gây ra cảnh báo sóng thần cả ở những nơi xa xôi như là miền đông của nước Nga. Gần 100.000 người dân được lệnh di tản ra khỏi các khu vực ven biển bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Đài truyền hình NHK của Nhật đã dẫn nguồn tin từ các bệnh viện và chính quyền địa phương cho biết, trận động đất khiến cho ít nhất 6 người thiệt mạng ở tỉnh Ishikawa và hàng chục người khác bị thương ở 4 tỉnh khác, trong đó có Toyama và Niki, Niigata.